Đến cái nhà tôi không bỏ được anh trời. Ok, cho mày luôn mày. Toàn là đi với lại mấy thằng chết đói không à. Bước vô hỏi ăn thằng nào cũng nói chưa ăn hết. Mình hỏi chơi mà thằng nào cũng nói chưa ăn hết. Tôi chán dễ sợ luôn. Hôm nay là mình quay mình quảng cáo một số mặt hàng Tết nha mọi người. Một số mặt hàng Tết của KCB. À, trong khi mình đợi đồ ăn thì có thể cho em giới thiệu sơ với anh Chí một số mặt hàng Tết anh Chí ha. Tại vì năm ngoái cũng giờ này em thấy anh có tới quán em anh mua đó, và năm nay thấy không tới cho nên là em mời tới để em nhắc nhẹ thôi. Sao là mình phải mua hay là sao? Cái này là mình phải để bán cho Chí công bộ anh, nên là mình phải mua chứ anh hỏi là ý anh muốn xin nữa hả? Trời ơi, có vợ đi mà không giữ nét gì luôn hả? Không, mà gửi lại. Trời ơi, muốn thẳng luôn mua hơi gửi lại luôn kìa. Rồi, chuẩn bị giấy tờ đốt phòng lòng luôn chứ ơi. Chuyển nhiều ký anh đây. Chuyển nhiều ký anh đây. Mày mua hủ được tao đi. Ý là trên bài. Trời ơi, tí. Ăn xin mà lấy gần lấy nhiêu ký nữa chứ. Trời ơi, tôi khớp mày quá. Về cái này chung bộ nha. Đúng rồi. Đây nè Phước. Cô gì làm Phước. Đây, bộ nó làm về đây. Nó gồm có ông trùng nè, yến nè, ông yến. Nhiêu tiền cơ? 4,390,4,390,000. Nhưng mà anh tặng mày luôn, ok chưa? Rồi. Vừa làm mày ok chưa? Rồi, mới bắt đầu vậy trời. Anh Chí, cái này mắc đó anh Chí. Anh nhìn cái này nó nhỏ như là xong rồi, em nhận anh được nha. Bao nhiêu mẫu? Đó anh, nhìn đó anh. 8 mẫu lần anh. Có cái này chứ, có hàng Tết hôm nay là không ok mà. Để đó, xung như ý đồ mà đó, mình không còn cái này. Bộ này là bao nhiêu? Bộ này nhiêu tiền mấy đứa ơi? 2,990. Cái bộ dưới nhiêu tiền em ơi? 2,890. Rồi, chốt hai bộ này nha. Cái này giảm giá thật sâu cho anh nha. Thật sâu. 7% nha cưng. Sâu lắm rồi. Bây giờ ở tới showroom mua là được giảm 35% rồi đó. Bây giờ ai mà tới showroom này mua là được giảm giá 35% nha mọi người. Tại showroom mới mở cho nên mình khuyến khích mọi người tới showroom vừa tham quan để vừa mua hàng nữa. 222 Lê Văn Sĩ, quận Tân Bình nha mọi người. 222 nha mọi người ơi, mọi người ơi. Hãy đến đây. Discount 35% nha mọi người. Giá của mình mua là khác rồi. Dạ anh dồn luôn đúng không? Đúng. Dồn với lại 35. Dồn lần vô luôn, có nghĩa là anh là 35 rồi thêm giảm thêm 7 nữa là anh được giảm 42%. Chứ gì nữa, trời ơi. Sao ta? Là sâu lắm rồi đó ông cố đội. Họ tưởng là mình được giảm 35% với tới đây là 35% được 40% chứ. Giảm kiểu đó rồi, chừng nào em mới sang tiệm anh. Ê. Anh hút mình rượu này, anh tặng anh mình rượu này luôn. Trời ơi, chơi lớn mà. Ba, gọi mua cho ba tặng luôn. Tặng ba luôn. Tặng ba. Mật ong cho vợ. Mật ong cho vợ là tặng luôn nha. Có tính là gia đình không? Gia đình là tặng luôn. Mật ong là tặng luôn nha mọi người. Dạ tặng luôn à. Đây Linh Chi ông trùng tặng luôn à. Tặng luôn, bớt nhìn bớt cười lại à. Bên này lại nhiều lắm rồi à. Nhà vệ sinh đâu anh trời? Cái gì mà tính bạo luôn cái bồn cậu đó hay. Cái bạn là của anh. Ồ, đồ kìa, thấy rõ không? Đó, phải nói. Đó, nói rõ ràng nha. Phương ơi, cho em xin 100 sách giùm nha. Nhớ sách giùm nha, nội. Mọi người ơi. Ai mà muốn mua, ai mà có nhu cầu tặng quà Tết cho sếp, cho bạn bè, cho người thân thì hãy đến ngay 222 Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình nha mọi người. Mang quà về cho mẹ nha mọi người ơi.